Theo mô típ ngược trước ngọt sau, Hư Nhan xoay quanh câu chuyện về hai cô nàng có thân phận hoàn toàn khác nhau. Đại tiểu thư Thẩm Thấm Tống chiêu nghệ của phủ tướng quốc mang nét đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng quyết không muốn trở thành công cụ tranh giành quyền lực của phụ thân để thành thân theo sự sắp đặt của ông. Trước ngày xuất giá, Thẩm Thấm đã quyết định tiến hành đổi mặt, muốn thay đổi thân phận mới với một người khác. Người này chính là Thập Thất, một nữ họa sư tài sắc vẹn toàn đang tìm kiếm tỷ tỷ không rõ tung tích. Thập Thất là cô gái mưu sinh bằng nghề vẽ tranh và không ngừng tìm kiếm tung tích của tỷ tỷ. Những tưởng sau khi vẽ tranh cho Thẩm Thấm sẽ được gặp lại tỷ tỷ, nhưng cuối cùng lại bị đổi dung nhan trở thành Thẩm Thấm và gả nhầm cho Lương Duyên. Cuộc sống tiến thoái lưỡng nan vì chịu sự uy hiếp của Thẩm Thấm trong khi không muốn làm hại đến Tiêu Hàn Thanh. Còn Thẩm Thấm là đại tiểu thư của phủ tướng quốc bị phụ thân sắp đặt gả cho Tiêu tướng quân, người mà nàng không quen biết. Do đó, Thẩm Thấm đã lên kế hoạch để tráo đổi dung mạo với Thập Thất và đến với người trong lòng. Liệu Thẩm Thấm có đạt được cái kết như mong muốn và sống vui vẻ với thân phận khác? Tiêu Hàn Thanh là tướng quân hộ quốc, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, cũng không muốn làm tổn hại đến những người vô tội. Thành thân với Thẩm Thấm cũng chỉ là thỏa thuận, thậm chí hắn chán ghét vì sự kiêu ngạo, hống hách của nàng ta. Ngày đại hôn, Tiêu Hàn Thanh hoàn thành nghi thức sau đó lập tức rời đi. Nếu hắn phát hiện Thẩm Thấm là Thập Thất, cô gái của 3 năm trước thì sẽ ra sao? Thêm một Ninh Vương không biết sự việc đổi mặt nên khi tiếp cận Thập Thất lại phát hiện Thẩm Thấm như biến thành một người khác. Lòng hiếu kỳ dần phát sinh thành tình cảm khiến Ninh Vương dấy lên ý muốn chiếm đoạt đối với Thập Thất. Chuyện tình cảm bốn người rối ren này rồi sẽ đi đến đâu? Mọi người xem cùng mình nhé! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
许这落在谁手掌，那一语尽卷了春色，心事变柔肠，思念躺在镜子里掀起晴朗，笑和泪模糊过从前，言语几分响，闭上眼仿佛是你在我身旁，那一别在于是容颜已换了模样，思念躺在镜子里掀起晴朗，若分明你的灵魂藏在谁皮囊？